chạy xe cấp cứu cho bệnh viện thôi. Dạ. Rồi những lần mình vận chuyển bệnh đi lên tuyến trên á, thì mình thấy bà con nghèo, nhiều người người ta ngồi ở cái cửa, người ta khóc lóc, người ta không tiền về quê. Thì bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói thôi để mình coi như thế nào mình làm cái chuyến xe không đồng để phục vụ chở bà con nghèo về. Mình dám tuyên bố một câu, ma quỷ nó không sợ mình thôi chứ mình không có sợ nó. Dạ. Nghĩa trang cỡ nào mình cũng vô, rồi nhà xác cỡ nào mình cũng ngủ, nhưng mà nó không sợ mình thôi chứ mình không có sợ vấn đề đó. Tại vì bản thân mình đi tới đâu là có người đi theo hộ giá tới đó. Ừ. Chứ không phải là đơn giản là mình muốn làm cái gì hay là mình muốn nói cái gì hay, hoặc là vấn đề tâm linh thì cũng biết rồi, không phải phán tầm bậy tầm bạ, muốn nói sao nói. Bản thân anh vô 4 cái đám ma hay 5 cái đám ma đi chăng nữa, anh không bao giờ nói vậy. Nhưng mà vô 4 cái đám ma hay 5 cái đám ma em vẫn nói bình thường, chôn xong xuôi hết rồi, sau 49 ngày về trình diện nha, đừng giỡn mặt. Ừ. Em vẫn nói được chứ không phải là em nói không được. Trình diện với chủ nhà hay là trình diện với anh? Trình diện với em. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt trên một cái chuyến xe rất là đặc biệt, đó là xe cấp cứu của anh Nhật. Thì anh để biết thêm về anh Nhật thì chắc có lẽ là nhờ anh Nhật giới thiệu cho khán giả kênh em biết về anh. Dạ. Thì em tên là Nguyễn Hoàng Nhật. Dạ. Hiện cũng tài xế cấp cứu của một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và đây là cái chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe không qua cầu nha. Chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe không đồng. Dạ. Phục vụ cho bà con nghèo. Và bây giờ đồng thời là làm thêm cái mai táng từ thiện nữa, phục vụ tiếp cho bà con nghèo tiếp nữa. Em thì biết được anh rất là lâu qua các bạn của em cũng như là qua những cái bài báo mà bạn Nhân đã viết. Thì mình hoạt động cái chuyến xe nghĩa tình không đồng này là đến nay là bao nhiêu năm anh Nhật? Hơn 3 năm. Vô luôn. Dạ. Cái này hả? Dạ. Không có đường bên bển á, đường là anh sẽ chở về tất cả các tỉnh của trong nước mình hay sao anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Em chở về tất cả các tỉnh từ Nam ra tới Bắc. Dạ. Cái cơ duyên nào mà anh lại đến với lại cái nghề này, cái việc làm thiện nguyện này anh? Lúc đầu là mình cũng nghĩ là mình chỉ chạy xe cấp cứu cho bệnh viện thôi. Dạ. Rồi những lần mình vận chuyển bệnh đi lên tuyến trên á, thì mình thấy bà con nghèo, nhiều người người ta ngồi ở cái cửa, người ta khóc lóc, người ta không tiền về quê. Thì bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói thôi để mình coi như thế nào mình làm cái chuyến xe không đồng để phục vụ chở bà con nghèo về. Thì lúc đầu mình cũng tính là mình chạy dịch vụ cũng như cũng kiếm cơm nuôi gia đình thôi, cái nhưng mà thấy gặp nhiều trường hợp nghèo quá không, làm luôn cái chuyến xe không đồng mình phục vụ luôn cho bà con nghèo. Rồi mình cứ quyên góp ở bạn bè ở trong cơ quan, đồng nghiệp và những ai mình quen biết, mình xin hỗ trợ cho chuyến xe để phục vụ cho bà con nghèo được tốt hơn. Rồi thì thời gian dài cái bắt đầu mình thấy cái vấn đề mà bị tai nạn giao thông nhiều quá, thì nói thẳng luôn là vấn đề hòm rương. Vấn đề hòm rương. Hòm rương. Giá cắt cổ. Nói thẳng luôn là giá cắt cổ mà đối với người nghèo. Rồi bây giờ mình làm luôn cái vấn đề mai táng từ thiện luôn. Hòm mình cho. Rồi nguyên cái đám mình cho. Trái cây, bông hoa, đèn mình mua hết. Tới luôn đồ tang nhà, bao nhiêu người nam, bao nhiêu người nữ, bao nhiêu dâu, bao nhiêu cháu, mình khăn tang mình chuẩn bị mình cho hết luôn. Coi như gia đình không bỏ một đồng nào hết. Có một cái thùng phún điếu riêng cho gia đình, là khi người ta đi phún điếu thì tiền phún điếu đó để cho mà bà con nghèo giữ cái số tiền đó, ví dụ như gửi chùa, cúng dường hoặc là xây tỉnh thất hoặc là cái gì làm. Ở đây là mai táng không đồng, mai táng miễn phí hoàn toàn cho bà con nghèo. Người nghèo mình lo, còn khá giả có tiền cứ kêu dịch vụ ở đây không có làm. Ở đây chứ lo bà con nghèo. Dạ. Vậy thì cái nguồn nào để mà anh có thể đắp vô để mình làm cái công việc này, và hiện nay công việc của anh, việc chính của anh là làm nghề công việc gì? Thì công việc chính của mình là chạy xe cứu thương cho bệnh viện. Dạ. Rồi ca kép đi thì mình cứ xin bạn bè đăng
trên Facebook hoặc là Zalo, mình đăng mình xin tiền bạn bè rồi đồng nghiệp, thì ai ủng hộ được bao nhiêu ủng hộ, còn nếu mà coi như là không được nữa đó thì mình bỏ tiền túi ra mình bù. Tại vì nói thẳng luôn là đôi khi á, bữa nay em xin anh có anh ủng hộ giúp đỡ em, ngày mai em cũng xin anh đuối. Dạ. Rồi gặp bây giờ là đang mùa Covid nữa thì cái mức độ mà mạnh thường quân ủng hộ nó sẽ không có nhiều. Dạ. Thì bây giờ mình cứ gồng tới đâu mình gồng tới đó, lo được cái gì mình lo, lo không nổi nữa thì mình bù tiền lương mình vô, thì khi nào nó âm tiền lương mình tính tiếp. Anh thì cái công việc này đó thì khi mà anh làm cái công việc này thì ở nhà cũng như là gia đình của vợ anh thì có phản ứng gì không anh nhỉ? Vợ bà xã cũng đi theo cắm bông cắm hoa ở đó đám tang luôn nên không phản ứng gì hết. Dạ. Thì cũng động viên thì coi như là đồng ý cho mình làm. Thì anh nói là làm cái nghề luôn cả cái nghề mà mai táng, thì công việc mà chuyển xe từ thiện này được 3 năm và làm nghề mai táng thì anh dạ, đã mới làm... em mới làm mai táng này được chưa được 1 năm. Dạ. Tại vì những lần mà ví dụ như cái ca điển hình là ở dưới bị em trai bị tai nạn đưa từ Bến Cát Bình Dương đi và Sóc Trăng mình đi. Dạ. Bên Cải Hòn báo giá 30 triệu, rồi em đó người dân tộc thì tiền đâu mà trả. Dạ. Bây giờ mình hỏi một câu tiền đâu trả, rồi nhà gia đình rất là khó khăn nữa, tiền đâu trả. Dạ. Thì bây giờ mình làm cái chuyến xe không đồng, mình vô phục vụ chở em trai đó về miễn phí, mình cho luôn cái áo quan. Tại vì mình tính cái đường là khi mà về thì gia đình sẽ bối rối cái vấn đề mà lo mai táng. Dạ. Thì bây giờ mình phải mình cho luôn cái áo quan để làm gì, mình lo luôn cái vấn đề đó, rồi quần áo tang cần những cái gì mình cho hết, thì cái lúc đó thì đỡ phải bối rối và chạy hòm, đỡ phải làm khó làm dễ giá vấn đề giá cả. Đúng. Coi như mình nói thẳng mình làm tất cả gì cho bà con nghèo, coi như được cái gì mình cho được hết rồi. Thì bây giờ là từ cái chuyến xe không đồng thì bây giờ thêm cái mai táng từ thiện nữa là mai táng không đồng nữa, và bây giờ là mình thỉnh cái tượng địa tạng đi về ngay đây để mình lo cho các hương linh ở ngoài mã nữa. Dạ. Có một cái điều là đây là một cái công việc mà không phải ai làm cũng được. Dạ, có rồi. Liên quan đến một cái vấn đề tâm linh nữa. Dạ. Vậy thì lần đầu tiên mà khi mà anh làm được cái nghề này thì anh có cảm thấy sợ sệt hay gì không anh? Dạ không. Em cứ nghĩ nói thẳng luôn là đó bổn phận và trách nhiệm em phải làm. Dạ. Và người nào có duyên thì sẽ đến. Dạ. Em giúp như điển hình là bé Nho. Dạ. Con chị Hạnh và hiện tại bây giờ bé Khang con của chú. Dạ. Thì trong những cái năm mà anh làm với cái nghề di chuyển xe cấp cứu đó thì dạ, có cái trường hợp nào mà gây cho anh ấn tượng mạnh nhất không? Nó đúng luôn, mỗi người mỗi một hoàn cảnh. Dạ. Và mỗi một người mỗi một cái đau thương nó khác nhau. Dạ. Thì nó nhiều lắm. Dạ. Ví dụ như ở Định Quán em trai đó bị xe ben cán, coi như là xác phanh thay hết, cũng đưa về cái xác Sóc Trăng mình luôn. Rồi nhiều vụ tai nạn, rồi có em trai cũng buồn gia đình, rồi không có việc làm, rồi treo cổ tự tử. Nó đúng luôn, mỗi hoàn cảnh nó lại khác nhau, nhưng mà mình cũng hồi hướng cho người ta và mình cũng nói cho, tại vì nếu mà những người mất á thì mình nói người ta vẫn có thể người ta nghe, chứ không phải là người ta không nghe, nhưng mà khi mà người ta hối hận mụn. Ví dụ yeah, bây giờ cái ca mà hôm bữa trước mình hỗ trợ ca em trai đó treo cổ tự tử đưa về tuốt, người là người về Đồng Tháp mà em trai đó buồn gia đình mà để lại mẹ già, mà trở về tới nhà rồi thì cái nhà nó thẩm sâu hơn cái mặt đường, nước lỏng bỏng, đưa nguyên cái hàng em đó vô. Thì từ cái vụ mà mình đưa như vậy về cái mình mới biết, bắt đầu mình mới thấy là cái vấn đề mà mai táng bên cạnh hòm ấy, nó kết nối mấy vấn đề mà án này nọ, cái giá nó quá cao cắt cổ luôn, nên đâm ra mình làm luôn cái vấn đề mai táng từ thiện là mình cho luôn hòm,
người nghèo cần mình lo, còn mấy người có điều kiện thì cứ kém dịch vụ lo. Mình không có dính vô. À, cái công việc của anh là nó liên quan đến tâm linh. Dạ. Và cái chuyện tâm linh á thì đối với mọi người á, người tin thì có, còn người không tin thì nó là một chuyện khác nữa. Nhưng mà anh có thể kể cho em nghe một cái câu chuyện mà nó liên quan đến tâm linh trong cái công việc của mình không anh nhỉ? Tại vì bây giờ mình nói sao ta, mình dám tuyên bố một câu, ma quỷ nó không sợ mình thôi chứ mình không có sợ nó. Dạ. Nghĩa trang cỡ nào mình cũng vô, nhà xác cỡ nào mình cũng ngủ, nhưng mà nó không sợ mình thôi chứ mình không có sợ vấn đề đó. Tại vì bản thân mình đi tới đâu là có người đi theo hộ giá tới đó. Ừ. Chứ không phải là đơn giản là mình muốn làm cái gì hay là mình muốn nói cái gì hay, hoặc là vấn đề tâm linh thì cũng biết rồi, không phải phán tầm bậy tầm bạ, muốn nói sao nói. Như điển hình ví dụ bây giờ nói thẳng, bản thân anh vô 4 cái đám ma hay 5 cái đám ma đi cho nữa, anh không bao giờ nói vậy. Nhưng mà vô 4 cái đám ma hay 5 cái đám ma em vẫn nói bình thường, vô xong xuôi hết rồi, sau 4-9 ngày về trình diện nha, đừng giỡn mặt. Ừ. Em vẫn nói được chứ không phải là em nói không được. Trình diện với chủ nhà hay là trình diện với anh? Trình diện với em. Trình diện với anh? Đúng rồi. Vậy là anh có một cái phần liên kết nào đó với lại tâm linh? Dạ đúng rồi. Thì nên với vấn đề mà em dám đảm bảo cái vấn đề là cái này vừa bánh đó, anh canh vừa bánh chạy tới. Vừa bánh đó, anh canh vừa bánh. Cái này là coi như là em dám đảm bảo là canh vừa bánh nha. Có vấn đề gì? Ví dụ như điển hình bé này. Dạ. Từ bệnh viện Sóc Trăng. Bé này từ bệnh viện Sóc Trăng. Thì coi như là xác định là đêm đó là coi như là đi á. Yeah. Mà em chỉ cần em vỗ vai nhẹ, em kêu sáng mai đi Sài Gòn nha, là sáng ngày hôm nay sau là ăn cháo. Mà trong khi đó em đó là bỏ ăn bao nhiêu ngày chú? Bỏ ăn bao nhiêu ngày? Mấy ngày. Cái trường hợp bé Khang này anh có thể nói sơ cho khán giả em hiểu ngắn gọn, thầy còn mình cũng gần tới cái đoạn đường ở trong rồi.